Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024. Bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, của viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải khảo sát dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm siêu thâm canh 3 giai đoạn bằng công nghệ tuần hoàn ít thay nước và an toàn sinh học. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. Dự án đã ứng dụng quy trình công nghệ tuần hoàn dinh dưỡng không xả thải nuôi tôm 3 giai đoạn, thời gian nuôi trung bình 90 ngày mỗi vụ, kích cỡ đạt từ 40 đến 26 con một ký, năng suất trung bình đạt 60 tấn một hecta một vụ, giá thành sản xuất từ 80 đến 100 ngàn đồng một ký, lợi nhuận trung bình từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Điểm nổi bật của dự án là hộ Quỳnh Thái Nguyên ở ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước đến thời điểm hiện nay đã thực hiện đến vụ nuôi thứ 5, vượt hơn dự án 2 vụ. Mặc dù dự án còn trong quá trình triển khai thực hiện, sẽ kết thúc và nghiệm thu vào tháng 4 năm 2024, nhưng đến nay đã có 6 hộ nuôi tôm siêu thâm canh ở ấp Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước và xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời học tập ứng dụng công nghệ này. Đánh giá bước đầu mô hình mang tính khả thi cao về ứng dụng, tiếp tục nhân rộng vào sản xuất bởi chất lượng tôm nuôi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, 100% chất thải trong hệ thống ao nuôi không xả thải ra môi trường bên ngoài. Bước sang năm mới, ngư dân huyện Ngọc Hiển phấn khởi ra khơi chuyến biển đầu năm, mang về nhiều tôm cá. Trong khi đó, giá các mặt hàng thủy sản lại tăng nhẹ, đem về nguồn thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên các phương tiện tất bật ra khơi để lấy lọc đầu năm mới. Mỗi chuyến biển, các phương tiện thu về từ 20 đến 30 triệu đồng một ngày. Sau Tết Nguyên Đán, giá các mặt hàng thủy sản như tôm, cá, mực tăng nhẹ từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Đối với những loại có giá trị kinh tế cao như cá chim, cá khoai, tăng 30.000 đồng một ký so với trước Tết. Sau chuyến biển đầu năm mới, các cơ sở, hộ dân làm nghề chế biến cá khô ở huyện Ngọc Hiển đã có nguồn nguyên liệu để bắt tay vào hoạt động trở lại. Sau Tết, nhu cầu của thị trường vẫn tăng cao, giá cả ổn định, khiến hộ làm nghề phấn khởi sản xuất. Bên cạnh chú trọng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, hộ làm nghề chế biến cá khô còn tập trung bảo quản, đóng gói, đầu tư bao bì, nhãn mác để tạo thương hiệu riêng và tăng uy tín, sức cạnh tranh trên thị trường. Hiện giá bán các loại cá khô vẫn giữ mức bằng thời điểm trước Tết, dao động từ 150.000 đồng đến 450.000 đồng một ký. Dự báo trong vài ngày tới, các cơ sở chế biến cá khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển sẽ càng nhộn nhịp hơn khi nhiều phương tiện khai thác đồng loạt cập bến, đem nguồn nguyên liệu dồi dào để người dân sản xuất. Thưa quý vị, nếu như trước đây, cây bồn bồn sau khi thu hoạch, bà con nông dân chỉ lấy phần non làm thực phẩm và chế biến sản phẩm dưa bồn bồn đạt chuẩn OCOP 3 sao, còn phần thân và lá được xem là phế phẩm vứt bỏ ngay ngoài đồng. Thế nhưng, thời gian gần đây, thương lái đến tận nhà thu mua với giá 5.000 đồng một ký, bà con nông dân rất phấn khởi vì có thêm nguồn thu nhập từ phế phẩm cây bồn bồn. Bà Nguyễn Thị Hai cũng như nhiều hộ dân ở vùng trồng bồn bồn nguyên liệu ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông cho biết, trước đây, thân và lá cây bồn bồn sau khi thu hoạch được xem là phế phẩm, nay lại có người đến thu mua. Chính vì vậy, trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, gia đình bà Hai thu gom bán cũng được 2 triệu đồng từ nguồn phế phẩm này. Nếu mà bán được gì thì bà con đỡ lắm, tại vì mình hồi nào dần bỏ không mà đâu có ai đâu mua. Mà bây giờ người ta mua được thì mình bán được, vì là mình sống được, thu nhập cho gia đình đỡ nhiều lắm. Ngày sau Tết Nguyên Đán, bà Nguyễn Thị Niềm cũng tranh thủ thời gian thu gom thân và lá cây bồn bồn sau khi thu hoạch mang về phơi nắng, bó lại thành từng bó nhỏ dự trữ. Khi số lượng lớn sẽ bán cho thương lái đến thu mua. Bồn bồn cái ruột thì mình rồi lột bán cho bà con ta, rồi cái đọt thì phơi mình bán cho công ty. Đó, mua vậy xuất khẩu giúp cho người dân thu nhập luôn, đã có tiền xài phí gạo thóc và đồ này xe sở đồ này kia. Theo tính toán của bà con, trung bình cứ thu hoạch từ 2 đến 3 kg bồn bồn nguyên liệu, phần thân và lá mang đi phơi nắng khoảng 1 tuần thu được hơn 1 kg phế phẩm bồn bồn. Mặc dù số tiền thu về không nhiều nhưng cũng phần nào cải thiện đời sống sinh hoạt hàng ngày cho bà con. Giờ gà sót lại các hộ trên tiếng, đặc biệt là ấp Đông Hưng, xã Tân Đông, các hộ mà trồng bồn bồn đó, khi thu hoạch bồn bồn thì hướng dẫn các hộ là thu gom và phơi để bán cho
thương lái mà thu mua đó, để làm sao là gom lại thành cụm. Thì hướng tới thì nếu việc thu mua mà tiếp tục được lâu dài thì xã sẽ triển khai, sẽ nhân rộng và thành lập tổ hợp tác để làm sao là phát triển lâu dài trong việc mà tiêu thụ cái thân lá cây bồng bồng. Huyện Cái Nước hiện có hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hà Nguyên ở ấp Sở Tại, xã Thành Phú, đang sản xuất mặt hàng túi xách có nguồn gốc từ thân và lá cây bồng bồng thân thiện với môi trường, được ngành chức năng cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Này, phế phẩm cây bồng bồng được thương lái đến thu mua để sản xuất một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, sẽ mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân dùng trồng bồng bồng nguyên liệu ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con nông dân. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ giới thiệu những nội dung cơ bản về dự thảo kế hoạch. Sau khi nghiên cứu, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo, số ít đại biểu cho rằng cần đánh giá khách quan tình hình thanh niên của tỉnh hiện nay để phát huy nhân rộng những mặt tích cực và có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên. Giao các cấp các ngành, tổ chức trường học và từng gia đình cùng có trách nhiệm quản lý giáo dục định hướng cho thanh niên phát triển. Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và đảm bảo nguồn kinh phí để kịp thời triển khai thực hiện. Những ý kiến phản biện tại hội nghị lần này sẽ được tổng hợp tiếp tục hoàn chỉnh để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trong năm 2024. Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cái Đôi Dàm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, nhờ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cái Đôi Dàm đã triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 8. Có nhiều mô hình mang lại hiệu quả được triển khai nhân rộng như mô hình tuyến đường an toàn giao thông, ánh sáng đường quê, camera an ninh. Ngoài ra, vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đóng góp tiền và vật chất trị giá gần 3 tỷ 800 triệu đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thị trấn trong nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời thống nhất đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 nội dung chủ yếu. Thông qua đề án nhân sự, hiệp thương cử ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cái Đôi Dàm nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 35 vị và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Theo đó, ông Nguyễn Trường Giang tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cái Đôi Dàm nhiệm kỳ 2024-2029. Chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân có chuyến kiểm tra công tác chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân. Năm 2024, huyện Phú Tân phát lệnh gọi nhập ngũ 171 thanh niên, trong đó có 3 thanh niên là đảng viên, 72 thanh niên là đoàn viên. Qua làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định của các cấp về nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trên tinh thần đó, đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tiếp tục quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển từ nay đến ngày giao nhận quân. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động các gia đình có thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Nhân Thời vừa có công văn chỉ đạo về việc phối hợp rà soát lao động về quê ăn Tết, hỗ trợ lao động quay lại làm việc và tư vấn tuyên truyền cho lao động trong nước, ngoài nước, bộ đội xuất ngũ năm 2024. Nhằm bồi dưỡng kiến thức phổ biến khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề, tạo
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát người lao động về quê ăn Tết, lao động công nhật và hỗ trợ tạo điều kiện cho lao động quay lại làm việc. Hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy nguồn cung ứng lao động, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh sau dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát thông tin doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động, tổ chức tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu làm việc trong nước, ngoài nước, bộ đội xuất ngũ và số lao động về quê ăn Tết chưa có nhu cầu quay lại nơi làm việc. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn theo dõi nắm tình hình lao động tại địa phương, số lao động về quê ăn Tết, lao động làm công nhật, số lao động quay lại nơi làm việc, lao động chưa quay lại nơi làm việc có nhu cầu tìm việc tại địa phương hoặc xuất khẩu lao động, phối hợp tổ chức tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn quản lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi trưa của Đài Thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.